Hi, xin chào các bạn. Video này sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái chủ đề số 2 trong cái khóa học xây dựng áp router hiển thị cái chạm đo phóng xạ real time. Thì chủ đề thứ hai là sẽ liên quan đến là viết một cái app router Hello World. Và đây là cái những yêu cầu mình sẽ làm trong cái chủ đề hai này. Tức là mình sẽ tạo một cái project router rồi hiển thị cái test Hello World ở giữa màn hình, và sau đó mình sẽ thay đổi phông, thay đổi màu, thay đổi size của cái test đó, và tiếp theo nữa là mình sẽ thay đổi cái thanh app bar, tức là cái thanh trên cùng á. Và đây là cái kết quả đạt được, tức là mình sẽ viết được một cái app router đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Mình sẽ mở cái Visual Code lên. Rồi sau đó là các bạn sẽ vào phần mình sẽ vào cái view comment palette, sau đó sẽ chọn là router router new project hay là Looter New Application Project cũng được. Looter New Project thì đây sẽ có là New Application này. Rồi mình sẽ chọn cái chỗ để mình lưu project đó ha. Mình sẽ lưu trong cái repo hôm bữa mình tạo đó, Looter Radiation. Rồi chọn, sau đó mình sẽ gõ cái tên project là Hello World, rồi bấm Enter thì router nó sẽ tự động nó tạo cái project cho mình. Ở đây là những cái file của project, thì các bạn sẽ để ý đến một cái file nó có tên là main.dat bên trong cái thư mục là blip đây. Rồi một cái file nữa là cái file bootspace.yaml. Ở đây sẽ là những cái liên quan tới thư viện đó, mình muốn thêm một cái thư viện hay một thêm một cái bắt kịch này nào đó vào đây thì mình sẽ vào trong cái project của mình sẽ thêm ở đây. Rồi mình sẽ trở lại cái file main.dat. Rồi bây giờ để cho các bạn dễ hình dung là cái chương trình một cái project đơn giản, một app router đơn giản thì nó sẽ có những thành phần nào trong cái file main.dat này á, thì mình sẽ xóa hết ha, xóa hết làm lại. Rồi xóa hết thôi, mình cứ comment đi, lỡ trường hợp mình quên có thì mình có thể quay lại xem cũng được. Rồi comment nhé, comment rồi comment cả đồng code này. Rồi tiếp theo thì đầu tiên á, để làm một cái chương trình router đơn giản á, thì đầu tiên mình phải import cái bắt kịch vào. Thì cái bắt kịch này là cái bắt kịch nó là một cái bắt kịch router, và material này, cái kịch này. Rồi thì trong đây nó sẽ có những cái widget là trong Looter nó sẽ quản lý bằng cách là quản lý qua những cái widget. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái hàm main đó, tiếp theo mình sẽ có một cái hàm main. Rồi hàm main này thì trong hàm main này mình sẽ gọi một cái hàm run app. À, hàm run app thì dĩ nhiên là run cái app nào thì mình cần cái file báo một cái lát cho cái app đó. Đó thì đầu tiên là mình sẽ khai báo một cái lát trước. Thì đây mình sẽ có một cái lát là my app, thì để khai báo một cái lát như thế này thì cái lát my app này á,
nó là một cái loại stay lịch, tức là nó bên trong đó nó sẽ không có chứa những cái variable mà nó sẽ render theo cái app của mình. Thì mình sẽ sử dụng cái chữ viết tắt là ST, mình gọi ST ha. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái router stay lịch, rồi mình bấm enter. Sau đó mình sẽ đặt cái tên của cái lab này là my app. Đó, my app. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái my app này mình bỏ lên trên cái run app. Thì do cái thằng này nó chỉ có một cái lab này nó không có cập nhật những cái giá trị, cho nên là mình sẽ dùng cái content. Trước đó thì mình sẽ thử, mình sẽ gõ cái my app trước. Đó. Thì lúc này cái chương trình nó sẽ tự động nó dò cái lỗi với mình nè. Đó, nó sẽ nói là nên refer với một cái content với một cái constructor là content. Thì mình có thể bấm with fix cũng được, sau đó add cái content vô hoặc mình tự gõ cũng được. Rồi là mình xong cái phần cái last main. Rồi tiếp theo trong cái last container, bên trong cái last main app chứ, thì mình bắt đầu mình sửa cái những cái widget. Thì đây mình sẽ không xài widget container mà mình sẽ return về một cái, mình bỏ này ha, mình sẽ return về một cái material material app. Đó. Giống như là cái này mình xem cái khung cho cái app mình vậy đó. Thì trong cái material app này á, mình sẽ có là title, mình sẽ có title ha, mình gọi ti thì nó sẽ ra được title. Rồi ví dụ như đây là cái app Looter Hello World đi, Hello World. Rồi sau đó mình sẽ có một cái theme, theme giống như là template vậy. Kiểu giống như là mình sẽ định nghĩa những cái màu sắc mặc định cho cái app của mình đó. Có cái theme nha, thì đây mình sẽ dùng theme data. Rồi theme data sau đó mở ngoặc ra, thì trong đây mình sẽ dùng cái thằng dùng một cái thằng là primary white. Thì đây mình sẽ đặt một cái màu color, mà color ví dụ như là cho nó là màu xanh blue đi. Rồi xong. Rồi sau đó phải tiếp theo nữa là bắt đầu mình sẽ tới cái thằng mình sẽ tới thằng home. Rồi home này thì mình sẽ khai báo một cái lát, thì lát này coi như đó là một cái print. Thì ở đây mình sẽ print hoặc là bay á, ví dụ như trong app mình mở ra cái trang đầu tiên thì gọi là home bay chẳng hạn, thì mình sẽ tạo cái lát đó. Rồi mình sẽ xuống đây mình tạo cái lát đó ha. Rồi tương tự như nãy mình bấm st thì nó sẽ ra một cái state full lịch. Mình sẽ chọn state full lịch này để mình gọi là my home bay của mình, my home bay. Đó. Rồi my home bay. Ok. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái my homepage này vào trong cái thằng home. Tức là home này nó sẽ trỏ tới cái lát là my homepage. Đó, my homepage. Rồi mình có truyền thông số vào không nha. Còn mình không truyền thì cứ để nguyên vậy. Thì bây giờ nó sẽ hỏi mình là nó refer content nữa. Thì mình sẽ thêm cái content phía trước. Content. Còn giả sử như mình có chuyển cái thông số vào đây á, thì lúc đó mình sẽ chuyển thông số vào, còn không thì cứ để content thôi. Rồi sau khi mình đã có my homepage rồi á, thì ở đây nó sẽ có một cái phần hiển thị nè. Các bạn sẽ đi xuống cái chỗ widget này, nó return một container, tức là cái container này nó bên trong nó sẽ chứa, ví dụ như chứa column, chứa row hay là chứa một cái widget khác. Đó, thì bây giờ mình sẽ chứa cái widget nào để mình có thể hiện cái my homepage của mình lên được.
thì đây mình sẽ chứa một cái widget là scale phone ha. Thì giống như mình tạo một cái app thì nó có cái nội dung ở giữa với lại có cái thanh tab bar ở trên, không, cái thanh app bar chứ, thanh app bar. Rồi scale phone ha. Thì trong scale phone này nó sẽ có gì trong đó, thì mình cần phải định nghĩa là scale phone, mình sẽ cần định nghĩa là app bar nè và body đó. Còn routine action button đó, tức là trên cái thanh app bar nó, hoặc là routine action, hoặc là ở dưới cùng nó sẽ mình tạo một số cái nút để mình tạo những action này. Cái này mình sẽ hướng dẫn trong phần sau. Rồi đầu tiên là app bar ha, app bar đó. Rồi app bar, sau đó sẽ gọi là app bar lần nữa. Rồi trong cái app bar này á, nó sẽ có một cái title chẳng hạn, như mình sẽ gọi là home đi, home bay đi, home bay. Ok, rồi mình phải lồng cái thằng này vô một cái widget test. Rồi mở một đóng ngoặc ha. Rồi do thằng này đó điền nó một cái hàng số cho nên để content đi luôn. Content. Ok. Làm xong được cái app bar trên. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi tới cái phần body. 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 Mình phải ra bên ngoài cái app bar. Nó cùng hàng với app bar. Này là body. Rồi trong body này mình sẽ chứa cái gì? Ví dụ mình chứa một cái tag hoặc là chứa một cái container column gì đó nha. Thì đây mình sẽ chứa một cái widget là center. Center là mình sẽ đưa tất cả về giữa. Thì ở trong center này mình sẽ có một cái tag. Có một cái tag. Ví dụ như giờ mình đặt cái tên tag này là hello. Hello world. Đó, hello world. Rồi. Này mình cũng dùng content tiếp, tại mình không có đưa cái biến nào vô hết thì mình dùng content tiếp. Rồi test này center, à trong center thì mình sẽ đặt một cái chai ha, đặt một cái chai. Khoan, nó có center nó dùng cái gì, đúng rồi, chai. Rồi save lại ha. Rồi chỗ cái body này để mình làm lại lần nữa cho bạn dễ hình dung nha. Rồi, tức là trong cái body á thì mình sẽ có một cái center ha. Content dùng cái widget là center. Thì center này nó sẽ có là chai. Rồi cái chai này mình sẽ đưa một cái test vô. Và cái test này có tên là, nội dung test á là hello world. Hello world. Đó, hello world. Rồi, sau khi bạn save thì nó sẽ tự động nó format lại cho cái app mình đã đẹp. Rồi, như vậy là mình đã làm xong một cái app hello world. Rồi bây giờ mình sẽ build cái app này lên. Thì các bạn có thể build trực tiếp trên máy ảo, build trên máy thật, build trên Chrome hoặc là build trên Windows cũng được. Giờ mình sẽ build trên Chrome ha. Sau đó mình sẽ build. Rồi các bạn đợi xíu cho cái app này tạt lên. Sau đó mình sẽ đưa cái cửa sổ này ra làm hai. Một bên đó là mình sẽ hiển thị cái app. Còn một bên đó là mình sẽ hiển thị cái nội dung mình code để thao tác cho nó dễ. Rồi cái app mình nó sẽ tạt lên ha, nó đang chạy trên nền tảng web á đó. Đó thì mình sẽ có địa chữ hello world. Còn cái home bay này chính là cái title của app ba này, chính là title của app ba này là home bay này. Còn cái nội dung là hello world.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình style, tức là mình sẽ giống như là mình sẽ làm cho cái text của mình nó thay đổi về phông chữ chẳng hạn. Sau đó mình sẽ phẩy một cái và mình sẽ chọn là style. Thì style này nó sẽ dùng cái hàng style style gì quên mất rồi, test test style đó. Thì bên trong này sẽ có gì, mình có thể định dạng được màu sắc nè, định dạng được phông size nè. Rồi bây giờ mình sẽ định dạng màu trước ha, mình sẽ gọi là color. Rồi sau đó sẽ là color có chữ S chấm, ví dụ như mình muốn cho nó thành màu màu xanh, màu cam đi, orange đi, mà orange. Rồi mình bấm Ctrl S hoặc là mình save lại, mình save lại một cái thì nó sẽ cập nhật cái màu cam lên trên cái chữ Hello World đó. Rồi sau khi mình có color rồi thì bây giờ mình chỉnh phông nó, mình sẽ gọi là phông phông size, phông family, tức là phông chữ, ví dụ như phông New Roman hay là phông Arial gì đó nhân dân. Bây giờ phông size á, phông size thì chẳng hạn như giờ cho nó 40 đó, cho 40 thì nó sẽ to lên đó, rất là to. Rồi hồi nãy mình nói là hướng dẫn thêm cái gì nhỉ, hiển thị test nè, thay đổi phông nè, color nè, size của test nè. Rồi bây giờ mình sẽ thay đổi phông phông mà cái độ đậm nhạt á, giống như in nghiêng hay là in đậm á, là phông white nhé. Phông white này thì mình sẽ có boss rồi mình giả sử in đậm đi, mình sẽ gọi là phông white, phông white boss ha, in đậm này. Rồi save lại thì sau đó nó sẽ định dạng lại cho mình dễ nhìn ha. Mỗi một cái widget nó đều có kết thúc ở đâu thì nó có đều có comment hết này. Rồi cái chữ mình nó sẽ đậm lên đó, rất là đậm này. Rồi hoặc là mình cho nó một cái background, phải cái background color đi, background color chẳng hạn như mình cho nó một cái color màu màu đen chẳng hạn, black. Đó. Thì nó sẽ chuyển cái nền của chữ này lại thành màu đen. Đó, ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ chỉnh cái màu của thằng homepage, tức là mình sẽ style màu homepage thì cũng tương tự vậy thôi. Tại vì ở đây nó đang làm cái test. Đó, test này mình muốn style cho nó thì mình cũng dùng cái hàng style bình thường. Rồi chẳng hạn style thì sau đó mình dùng test style ha, test style. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình đổi cái màu này, cái màu của cái chữ này mình đổi nó thành màu đang màu trắng đúng không, đổi thành màu đen đi, color black, thành màu đen. Rồi xem. Đã nó reload xong á. Nếu các bạn chạy trên máy thật, máy điện thoại thật của mình á, thì cái reload này mất khoảng 1-2 giây à. Còn chạy Chrome nó sẽ lâu hơn. Đó, nó chuyển cái homepage thành thành màu đen rồi đó. Rồi tiếp theo mình sẽ thay đổi cái màu của cái thanh app bar này. Thì mình sẽ thay đổi cái màu của nó là mình dùng cái thằng theme á, app bar. Rồi cái thêm này là thêm chung cho cả cái app thì mình có thể đổi đây cũng được, ví dụ mình đổi thành màu màu đen đúng không, màu đen. Rồi bây giờ mình đổi thành màu cam đi, màu cam orange, deep orange luôn, cam sâu chắc là cam đậm đó, thành cam đậm. Ok
thì cái thằng theme này nó sẽ ảnh hưởng cho cả cái app luôn, tức là nào sử dụng request, ví dụ như cái thằng Latin Action đó, tạo cái nút dưới đây nè, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái màu của thằng này. Rồi hoặc là mình có thể thay đổi trực tiếp cái màu đó trên cái thằng app này cũng được, app 3 này. Thì ở đây nó sẽ có một cái parameter là background color. Rồi, enter xuống đây mình sẽ gọi là background color. Mình sẽ chọn một cái màu, ví dụ như mình chọn màu màu vàng đi. Màu vàng, yellow. Rồi, sau đó mình save lại ha. Thì xíu nó sẽ đổi thành màu vàng đó. Rồi, cái cuối cùng mình muốn giới thiệu cho cái app Hello World này là truyền cái tham số vào trong cái lát. Ví dụ như mình có cái tiêu đề của cái trang này, title của nó là home page, mình không muốn là mình viết cái home page bên trong cái hàng cái lát my home page này nữa, mình muốn truyền từ bên ngoài vào thì mình sẽ làm sao đó. Thì bây giờ mình sẽ tạo ở đây chỗ này, mình sẽ tạo thêm một cái mình sẽ tạo một cái variable ha, loại của nó là final và kiểu dữ liệu á, là kiểu string, và mình đặt tên nó là title, đặt tên là title. Rồi sau đó mình sẽ đưa cái thằng này vào bên trong thằng my home page này nè, thì coi như là mình khai báo một cái biến truyền vào á, thì nó là div.title. Rồi nếu mà trường hợp như thế này mình bấm vô mình xem nó là nó cần cái gì, thì nó sẽ yêu cầu rewind, tức là luôn luôn phải có cái parameter này, thì mình sẽ ép thêm rewind qua đó. Và ở trên cái chỗ MyHomePage mà lúc mà mình gọi cái lát này ra, thì mình sẽ truyền cái value của title vào. Ví dụ mình nói là mình sửa thành MyHomePage ha, MyHomePage MyHomePage. À, mình để thành chữ home thôi, chữ home mình được rồi. Rồi rồi bây giờ làm sao để mình lấy được cái thông số truyền vào này mà mình bỏ vào bên trong cái test, mình sẽ thay cái chữ home bay này bằng, mình sẽ gọi là widget chấm title đó, widget chấm title, thì nó yêu cầu là content. Content đây không dùng được nữa, tại vì ở đây mình đã truyền một cái biến thay đổi rồi, mình sẽ bỏ content đi ha. Rồi tương tự như vậy thì hàng này nó lại là content. Rồi ok, rồi sau đó mình sẽ bấm save á, thì nó sẽ truyền cái home này nè, cái title bây giờ đang là home nè, nó sẽ truyền qua cái lát my home page, truyền qua cái title này, và title này truyền vào trong cái app 3, và ở đây chính là cái chữ home này, chỗ này chính là chữ home này đó. Tức là mình sẽ truyền một cái parameter vào ha. Rồi đợi xíu nó sẽ update thành chữ home, đây thành chữ home. Ok, như vậy là cái phần mà hướng dẫn cái app Hello World mình build bằng Looter đây là kết thúc nha. Vậy là trong cái bài này thì chúng ta đã học được cách là khởi tạo một cái project đơn giản như thế nào, cách thay đổi tạo ra một cái test Hello World, rồi thay đổi phông, thay đổi màu sắc, rồi thay đổi cái thanh tab ba background, cũng như là thay đổi cái tên của cái thanh tab app ba này như thế nào. Rồi bây giờ mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.